Tập 12. Tôi đâu có đùa. Tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi. Cậu thực sự cảm thấy có lỗi với tôi. Vậy như vậy đi, cho cậu một cơ hội đền bù. Thấy sao? Một cơ hội gì? Không phải cậu định bắt tôi chép bài tập cho cậu chứ? Chép bài tập thì chán phèo. Vậy cậu muốn làm gì? Làm bạn gái của tôi một ngày. Dương Thiên Nhiên, cậu nói lung tung cái gì vậy? Tôi đùa thôi mà. Sao cậu nghiêm túc như vậy chứ? Là như vậy, tuần sau tôi phải đi Bắc Kinh tham gia phỏng vấn gia nhập học viện âm nhạc Berkeley. Định trước khi đi sẽ đưa cậu đi chơi. Cậu muốn đi tham gia phỏng vấn trường Berkeley à? Nghe nói trường đó rất lợi hại. Đúng, nó cũng là trường đại học mà tôi luôn muốn vào. Vậy chúc cậu phỏng vấn thành công. Cố lên. Xe máy ở đâu vậy? Mới ghê. Đến đây. Xuất phát. Xuất phát thôi. Đẹp quá đi. Đẹp quá đi. Có phải cảm thấy tâm trạng bỗng chốc trở nên khoáng đạt hơn không? Đi thôi, đi xem hòn đảo mà tôi thích nhất. Hòn đảo cậu thích nhất, đi chứ tôi sẽ biết. Đi. Nào. Ngồi cho chắc. Lúc tôi còn rất nhỏ, bố mẹ có đưa tôi tới một lần. Lúc đó khoảng 5 tuổi. Lúc đó bố mẹ tôi đứng ở đây. Mẹ tôi dựa đầu vào vai bố. Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn. Còn tôi đứng ở đằng sau họ, cứ ngây ngốc nhìn họ. Cảm giác hạnh phúc đó tôi vẫn còn nhớ, vô cùng ấm áp, cũng cho người ta cảm giác vô cùng an toàn. Lúc đó tôi nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc đó thì tốt biết mấy. Cảm giác đó chắc là hạnh phúc lắm. Tôi có thể cảm nhận được. Bởi vì lúc còn nhỏ, tôi cũng có khoảnh khắc hạnh phúc giống như vậy. Lúc nào? Là lúc được nghỉ hè thời tiểu học. Trong tủ lạnh, mẹ mình để kính toàn là que kem. Lúc đó nhà tôi mới lắp điều hòa. Sau khi nghỉ học, tôi sẽ về thẳng nhà tắm rửa, rồi nằm trong phòng có điều hòa, đắp chăn xem hoạt hình. Đồ ngốc. Bạn khỏe không? Có vui không? Có mệt không? Vẫn ổn. Đã quên đi hết những chuyện không vui chưa? Oh.
Không còn sớm nữa, hay là chúng ta về đi. Đi thôi. Sao bây giờ? Hình như chuyến tàu cuối cùng đã đi mất rồi. Cậu đừng sốt ruột, cứ chờ một chút. Biết đâu còn chuyến nữa. Làm sao bây giờ? Trời sắp tối rồi. Nếu thật sự không còn chuyến nào nữa, chúng ta sẽ nghĩ cách, có được không? Vậy cũng được. Chỉ còn cách chờ thôi. Xong rồi. Thật sự không còn thuyền rồi. Cậu đừng sốt ruột. Để tôi nghĩ, nhất định phải có cách. Ở đây thì làm gì còn cách gì? Cứ coi như là không về được, chúng ta cùng nhau ở đây ngắm sao. Cậu biết không, tối nay có mưa sao băng đấy. Mưa sao băng? Tôi không muốn xem mưa sao băng. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Cậu nói xem, ở đây quan du liệu có thú quan không? Tôi chưa muốn chết. Tôi còn chưa yêu đương. Tôi vẫn chưa thi đậu đại học. Được rồi, yên tâm đi. Có tôi ở đây không sao đâu. Hay là như vậy, tôi lấy điện thoại bật cho cậu nghe vài bài. Đúng rồi. Chẳng phải chúng ta có điện thoại sao? Sao chúng ta không gọi điện kêu người tới cứu? Đúng. Hay là cậu ngồi xuống cùng tôi ngắm mưa sao băng? Ngắm cái gì mà ngắm? Cậu không sốt ruột à? Vẫn còn tâm trạng ngắm mưa sao băng sao? Nào, mặc vào. Không lạnh sao? Cảm ơn cậu. Tiếng gì vậy? Đừng bảo là có rắn độc. Yên tâm đi, không phải rắn độc, là chim đảo. Chỗ này cũng không phải là nơi quá vắng vẻ. Không có những cái đó đâu. Vậy chúng ta lên trên đó xem. Đi thôi. Nào, đi. Có sóng chưa? Alo, Tiểu Vũ. Alo. Buổi chiều mình có gửi khiêu khiêu cho cậu, sao cậu không trả lời? Vừa rồi cả điện thoại của mình và Dương Thiên Nhiên đều không có sóng. Bây giờ mình mới nhận được điện thoại của cậu. Cậu nói lại xem, cậu và Dương Thiên Nhiên, điện thoại của cả hai đều không có sóng. Alo, là tôi. Alo. Nói đi, rốt cuộc chúng ta phải làm sao? Các cậu nói với bố mẹ sao hả? Tôi đến nhà của Đường Lộ làm bài tập. Tôi đến nhà các cậu lấy vở. Tuần này bố mẹ tôi không ở nhà, về quê thăm bà rồi. Đừng quên gọi điện về nhà, nói lát nữa sẽ về. Châu Tử Vũ, cậu gọi điện thoại cho bố mẹ của Bạch Nhất Hàm, nói tối nay cậu ấy ở nhà cậu làm bài tập. Được, đi thôi. Chú Lưu à, chúng cháu tới rồi. Vậy chúng cháu lập tức qua ngay. Mọi người theo tôi, tàu đã chờ chúng ta ở bờ biển. Được lắm, Lâm Kinh Trạch. Gọi được tàu luôn à? Chú ruột của tôi, chú ấy kinh doanh phà du lịch. Bạch Nhất Hàm gần đây đúng là xui xẻo. Đoán là cậu ấy ở trên đảo sợ tới phát khóc. Đều tại Dương Thiên Nhiên cả, đang yên đang lành, tự nhiên kiếm cớ đưa Nhất Hàm ra đảo làm gì? Đúng, lần nào xảy ra chuyện cũng do cậu ấy. Lát nữa phải xử phạt mới được. Được rồi, không nói nữa, đi thôi.
Bác Tài, muộn như vậy rồi còn làm phiền bác. Thật xin lỗi, thật sự bọn cháu cũng rất sốt ruột, không biết phải làm sao. Không sao, chú ruột của cháu đã nói với chú, mau lên tàu đi. Đi chậm thôi. Các cậu nói xem, nửa đêm đi tàu ra biển, có cảm thấy kích thích không? Cái gì? Kích thích? Dứt cậu lên đảo, cho cậu chờ một tối, xem có kích thích không? Cứ coi như tôi ở đây, tôi cũng lôi cậu theo. Thật sao? Tôi tình nguyện. Cút. Nào, tất cả các chú qua đây, mặc áo phao vào. Đừng sốt ruột. Nếu bọn họ không tìm ra chúng ta, thì ngày mai chúng ta nhất định có thể về nhà một cách suôn sẻ. Bây giờ tôi muốn về nhà. Muộn như vậy rồi tôi vẫn còn ở ngoài chưa về. Bố mẹ tôi chắc chắn đang rất sốt ruột. Lớn như vậy rồi, lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này, đều tại cậu. Bây giờ tôi đang hối hận chết đi được. Cậu hối hận rồi à? Xin lỗi nha. Chỉ là nơi này là một nơi rất quan trọng đối với tôi, nên tôi muốn đưa cậu tới một lần. Tiểu Vũ, cậu nói xem trên đảo này liệu có thú dữ không? Sợ cái gì chứ, có tôi đây bảo vệ cậu. Thật sao? Từ nhỏ bố tôi đã để tôi ở nhà một mình, vậy cậu bảo vệ tôi cả đời nha. Cút, mau tìm người đi. Mọi người bám sát nhau, đừng tách ra. Được. Chúng ta cứ như vậy làm sao mà tìm? Đảo lớn như vậy, chúng ta biết tìm ở đâu? Hay là như vậy đi, chúng ta hét gọi tên họ. Được. Biết đâu họ có thể nghe thấy. Được, chúng ta cùng nhau hét. Bạch Nhất Hàm, Dương Thiên Nhiên. 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 Thiên Nhiên, tỉnh dậy đi. Hình như có người gọi chúng ta. Đâu có, chắc cậu bị ảo giác thôi. Thật sự có mà. Bạch Nhất Hàm, Dương Thiên Nhiên. Tôi nghe thấy tiếng Tiểu Vũ, Lộ Lộ, có cả Tư Vũ, Tinh Trạch nữa. Dương Thiên Nhiên, tôi ở đây. Đây này, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, cuối cùng các cậu cũng tới rồi. Sao cậu lại lên tận đây? Sao vậy? Sao các cậu lại lên chỗ này? Đúng, sao hai cậu lại tới đây chứ? Là tôi đưa cậu ấy tới. Dương Thiên Nhiên, cậu qua đây. Dương Thiên Nhiên, não cậu bị trúng gió à? Đưa lên đảo làm cái gì chứ? May mà không sao. Nếu xảy ra chuyện gì thì đúng là lớn chuyện. Không sao rồi. Được rồi, dù sao tất cả cũng không sao, chúng ta mau về thôi. Đi thôi. Đi. Này, chậm thôi. Nghe nói tối nay có mưa sao băng. Lúc mưa sao băng lướt qua, mọi điều ước đều có thể thành sự thật. Cậu nói xem, có được không? Mình muốn ước quá đi. Hay là chúng ta xem xong rồi về. Lớn như vậy rồi, tôi chưa bao giờ xem mưa sao băng. Tôi cũng muốn xem. Dừng lại. Các đồng chí, chúng ta đến để cứu người, chứ không phải đến để lãng mạn. Ai lãng mạn chứ? Dương Thiên Nhiên, không phải cậu đã chọn đúng ngày, biết rằng tối nay có mưa sao băng ngôi sư tử, nên cố ý đưa Bạch Nhất Hàm tới để giở trò đồ bại. Mưa sao băng cái gì chứ? Cậu xem nhiều idol drama quá rồi. Hỏng rồi. Tao đột nhiên bị hỏng. Như vậy có thể cùng nhau xem mưa sao băng rồi. Phim được thuyết minh bởi Fanco TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chúng ta không thể ngồi cả tối như vậy được. Hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Tôi thấy cứ yên lặng ngắm bầu trời là hay nhất.
Cảm giác thực sự không làm sao diễn tả nổi, rất đặc biệt. Châu Tiểu Vũ, cậu cười với tôi một cái đi. Tại sao chứ? Cậu mà không cười với tôi, tôi sợ tối tôi không ngủ được. Cút. Tiểu Vũ, cậu đang nghĩ cái gì? Mình muốn thời gian quay lại thì tốt biết mấy. Nếu thời gian thực sự có thể quay lại thì cậu muốn làm gì? Nếu thời gian có thể quay trở lại, mình mong bố mẹ của mình vẫn ở bên nhau, không ly hôn. Như vậy gia đình của mình ba người có thể mãi mãi không rời xa. Nếu thực sự thời gian có thể quay trở lại, mình chắc chắn từ tiểu học. Không đúng, bắt đầu từ mẫu giáo. Mình sẽ học hành chăm chỉ. Còn các cậu? Tôi nhớ bà ngoại. Nhưng bà đã mất cách đây mấy năm rồi. Bà thương tôi lắm. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi ước bà có thể sống tới hơn 90 tuổi. Như vậy bà có thể thấy tôi lên đại học, yêu đương, kết hôn, sinh con. Đáng tiếc, thời gian không thể quay trở lại. Con người sống chỉ có thể bước tiếp. Một ngày qua đi là một ngày biến mất. Sau đó cứ thế bước tới cuối đời. Cho nên, so với thời gian quay trở lại, tôi thích tương lai hơn. Tương lai à? Vậy tương lai của cậu liệu có chúng tôi không? Đương nhiên là có. Chẳng phải hiện tại đã có chúng ta rồi à? Trong kế hoạch tương lai, tương lai của tất cả các cậu đều có mặt của chúng ta. Các cậu nghĩ như vậy, đợi chúng ta lên đại học, đi đến những thành phố khác nhau, càng ngày càng ít liên lạc. Tóm lại tôi không thích tương lai. Nghe nói đàn ông đến 30 tuổi sẽ bắt đầu phát tướng, biến thành đầu hói, biến thành một ông chú bụng to ngấn mở. Tôi không muốn như vậy. Kinh lắm luôn. Tinh Trạch, sao cậu không nói gì hết? Cậu có mong đợi gì cho tương lai không? Hoặc là những chuyện mà cậu hối tiếc? Đời người giống như đánh boss tăng cấp, phải đi hết cửa này tới cửa khác. Nếu như phải nghĩ xa như vậy, chi bằng cứ qua cửa ải thi đại học trước. Cũng đúng. Ước muốn của tôi bây giờ chính là qua được phỏng vấn một cách suôn sẻ. Thượng đế hãy phù hộ cho con. Được rồi, mọi người đừng nói tới chủ đề buồn bã này nữa. Cảm giác như ngày mai là phải xa các cậu. Đúng, không nói nữa. Nào, giơ nước ngọt của các cậu lên. Tuy thời gian không thể quay trở lại, nhưng mà chúng ta có thể mong chờ và thay đổi tương lai. Hy vọng qua 10 hoặc 20 năm nữa có thể được nghe các cậu nói. Tôi không mong thời gian quay trở lại, bởi vì tôi hoàn toàn không có gì phải hối tiếc. Nào, cạn ly vì lý tưởng của chúng ta. Cạn ly, cạn ly. Sao băng kìa, mau ướt đi. Mau lên, mau lên. Thật sự nhìn thấy rồi. Các cậu ướt cái gì? Tôi ước bạn Châu Tiểu Vũ có thể cao hơn một chút. Đúng, tôi cũng ước như vậy. Không được chạy. Để tôi đánh chết các cậu. Không được chạy, đứng lại cho tôi. Tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau trải qua một đêm dài trên đảo. Mọi người thổi gió biển, trong dị nước biển mặn mặn. Chúng tôi tâm sự suốt đêm, nói ra những tâm sự cho nhau nghe. Dưới sự minh chứng của sao băng, chúng tôi ước những điều ước trưởng thành. Khoảnh khắc đó tôi không thể nào không thừa nhận, đối với tuổi 18 sắp tới, chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi dường như đã loáng thoáng bước vào tuổi thành niên, nhưng lại không muốn thừa nhận bản thân đã là người lớn.
Lão Du, khó khăn lắm mới có một ngày chủ nhật hai chúng ta có thể tụ tập như vậy. Hai chữ thôi, thoải mái. Thiên Nhiên, sao bây giờ cũng mới về? Tối qua đi đâu? Sao cả đêm không về chứ? Thiên Nhiên, cháu chưa ăn cơm mà, mau cùng ăn đi. Chẳng phải con đã nói rồi sao? Con qua nhà bạn chơi game. Cậu đến nhà của ai? Đến nhà Trần Tư Vũ. Chơi game thì không cần về nhà nữa à? Chỉ là chơi muộn quá, mọi người thấy muộn cho nên giữ con lại thôi. Lão Dương, trẻ con mãi mới được cuối tuần, cứ cho chúng nó chơi thỏa thích đi. Đúng vậy chú. Chú đừng giận mà. Bố, chú Du, con hơi buồn ngủ, con lên ngủ một chút. Nào, chú à, cháu cũng no rồi, hai người cứ ăn đi, con lên gác xem cậu ấy sao rồi. Đi đi. Dương Thiên Nhiên, mình có chuyện muốn nói với cậu. Có chuyện gì để mai rồi nói. Tôi rất buồn ngủ. Dương Thiên Nhiên, cậu cũng tới mua bánh trứng à? Đúng, lâu lắm rồi không ăn. Ông chủ, cho cháu một cái bánh trứng, cho thêm mẹ nha. Được. Bánh trứng gà ở đây rất ngon. Thật sao? Cháu để ở đây. Cứ để ở đó. Cậu ốm rồi à? Chắc tối hôm trước bị gió biển thổi cho cả đêm. Bị ngấm lạnh. Gió biển thổi. Cậu đừng nhắc nữa. Tối hôm trước, tôi và Lâm Tinh Trạch, Châu Tử Vũ, Đường Lộ chạy tới một hòn đảo để tìm Dương Thiên Nhiên và Bạch Nhất Hàm. Hai người bọn họ không đón được tàu về. Cuối cùng cũng tìm được người. Thì thuyền lại hỏng. Sau đó, bọn tôi đành phải ở lại đảo cả đêm. Trưa chủ nhật mới được về nhà, kéo theo cả đống bài tập chưa làm. Tối qua phải thức cả đêm, bây giờ vẫn chưa xong. Cuối cùng cũng thức không nổi, để lại vài đêm sau làm, đành phải cố gắng dậy. Có điều nói đi cũng nói lại, nghĩ lại cũng thấy nguy hiểm, là một trải nghiệm khó quên. Có một đám người ở trên đảo lâu như vậy, nghĩ lại cũng rất đáng sợ. Khá nguy hiểm. Cái gì vậy? Lại làm. Mau đứng lên. Không ai dám nhận à? Được. Để tôi nói cho kẻ viết cái này biết. Tôi dám bảo đảm thành tích học tập của Bạch Nhất Hàm chắc chắn sẽ có cải thiện, thậm chí còn cao hơn trước. Không tin thì cứ chờ mà xem. Dương Thiên Nhiên, trong Sử Ký Thích Khách Liệt Truyện có một điển cố như vậy. Sau khi Kinh Kha đến nước Yên, ông đã trở thành tri kỷ với Cao Tiện Ly. Hai người họ thường xuyên uống rượu ngoài chợ, uống tới lúc cao hứng, thậm chí còn hát hò inh ỏi giữa phố xá náo nhiệt. Hành động như vậy của hai người họ thường xuyên thu hút bách tính, nhưng họ lại hoàn toàn không để tâm.
Họ không hề quan tâm tới cách nhìn của người khác. Sau này Kinh Kha nhận được sự ái mộ của Thái Tử Đan. Cậu nói với tôi cái này làm gì? Là mình viết.